Từ khi huyện Kim Sơn thực hiện chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, cuộc sống của người dân nơi đây có nhiều thay đổi. Trong thời gian này, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài huyện, những tấm lòng hảo tâm đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người trong khu phong tỏa, lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu. Qua đó tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm chiến thắng đại dịch. Những ngày qua, lực lượng hai tổ công tác của xã Kim Mỹ phối hợp với các tổ COVID cộng đồng ở ba khu vực đang thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, luôn bắt đầu công việc hàng ngày là tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu tại chốt kiểm soát, chuyển tới cho nhân dân. Trong cái xóm tôi đây thì được xã yêu cầu cử cho đây ba người để phục vụ đưa các hàng hóa từ chốt đưa về phát đến từng nhà và cố gắng hết mức để làm phục vụ cho bà con đến nơi đến chốn. Người dân thì an tâm để ở nhà để khỏi nên ăn gì vậy. Trong cái thời gian tới thì hội nông dân chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cho các chi hội là rà soát và giúp cho các hộ dân trong vùng phong tỏa, nhất là những hộ khó khăn, gia đình chính sách, cung cấp cái nhu yếu phẩm cho các cái hộ đó, hỗ trợ nhau trong cái lúc khó khăn này và thực hiện nghiêm cái chỉ thị 15-16 của Chính phủ. Tính từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, đã có hàng trăm tổ chức cá nhân ủng hộ trên 1 tỷ đồng và hàng nghìn suất ăn, đồ uống, trên 5 tấn rau củ quả, 1 tấn gạo, 5.000 quả trứng cùng nhiều hiện vật khác phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh của huyện Kim Sơn. Tôi cũng đã bàn bạc cùng chồng con là ủng hộ cho các chiến sĩ, bác sĩ ở tuyến đầu. Cho những người khó khăn là 5.000 khẩu trang. Với lại 30 thùng sữa, động viên cho các anh chị em cùng cố gắng. Chúng tôi cũng mong muốn là chung tay để dịch sớm qua, để Kim Sơn mình lại trở lại cuộc sống bình thường. Phòng chống dịch là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Chính vì vậy thì chúng tôi vẫn triển khai đồng bộ toàn diện, thực hiện các nhiệm vụ trong đơn vị, phối hợp với các lực lượng khác, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con trong khu phong tỏa. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tích cực bảo đảm công tác hậu cần tại các khu vực cách ly tập trung của huyện, bảo đảm các cái khẩu phần ăn cũng như là các cái chế độ quy định, tô thắm thêm truyền thống mối quan hệ tốt đẹp giữa quân và dân và góp một phần công sức của lực lượng quân sự cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để nhanh chóng đẩy lùi cái dịch bệnh. Kim Sơn vẫn trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, những hành động thiết thực, tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức cá nhân sẽ là nguồn động viên kịp thời, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong những ngày giãn cách, quyết tâm đẩy lùi đại dịch để cuộc sống mau trở lại bình thường.